Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con lạy chín mân trời mười phương chư Phật mười phương, con lạy Phật Thích Ca Mâu Ni, con lạy Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Phổ Hiền Bồ Tát, con cung thỉnh lễ Hòa Nghiêm Tam Thánh, con cung thỉnh lạy Ngài Kiều Trấn Như, lạy Ngài Át Đan Tôn Giả, lạy Ngài Ca Diết Tôn Giả, lạy Ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên Tôn Giả, con cung thỉnh lạy Tây Phương Tam Thánh, lạy Đức Phật A Di Đà, lạy Quán Thế Âm Bồ Tát, lạy Đại Thế Chi Bồ Tát, con cung thỉnh ở Đông Phương Tam Thánh Đức Phật Giả Sư Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát, con được ơn Thiền Long Bát Bộ Hộ Pháp Kim Cang Tứ Đại Thiên Vương Ngài Di Đà Hộ Pháp, Ngài Tiêu Diện Đại Sĩ, được ơn chư tiên giáng ngự nơi đây, lạy vua trời Đao Lợi Đâu Xuất mười vua cõi trời hộ pháp thường trụ tam bảo, con được ơn chư tiên thần thánh Việt Nam quốc về đây học Phật tu học Phật đạo hộ pháp thường trụ tam bảo, được ơn đức thần linh thổ địa tá phủ thần quân sơn thần bản xứ thành hoàng bản thổ đâm trùng tư mệnh tá phủ thần quân vạn phúc phu nhân phúc đức chính thần tiền hậu địa chủ tiền dẫn tài thần, con cung thỉnh lạy chư tiên nguyện đem công đức này hồi hướng nguyện cầu thế giới hòa bình, nhân dân thế giới sống an lạc hòa bình, nhân dân Việt Nam sống an lạc hòa bình. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho hương linh thất tổ cửu huyền bách gia trăm họ, anh hùng chiến sĩ vì nước hy sinh, đồng bào tử nạn nam nữ thương vong lai đó Phật tiền nhập nhị loại cô hồn, hương linh thất tổ cửu huyền họ Nguyễn Khắc, họ Nguyễn Văn, họ Nguyễn Như, họ Nguyễn, họ Bùi, họ Phạm, họ Trương, họ Vũ, họ Hoàng, họ Chu, họ Trần, họ Cấn, họ Đặng, họ Doãn, họ Đoàn, họ Đinh, họ Lê, họ Hà, họ Cao, họ Kiều Khẩm, họ Đăng, họ Đỗ, họ Trừ, họ Phùng, họ Khuất, họ Triệu, họ Võ, Bách Gia cho họ được siêu sinh tịnh độ Tây Phương Cực Lạc cả. Nam mô A Di Đà Phật A Nó Ma Ni Bà Đà Mi Hùng. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Lưới lê châu vĩ đạo tràng mười phương Phật
bảo hào quang sáng ngời, trước ơn bảo tạ thân con ảnh hiện, cúi đầu xin thể nguyện quy. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tận Hư Không, biến pháp rơi qua hiện vị lai thập phương chư Phật, tôn pháp hiền tánh tăng, thường trụ tam bảo. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Sa Bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đường lai hạ sinh Di Lặc tôn Phật, đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát, đại hạnh cổ hiền Bồ Tát, hộ pháp chư tôn Bồ Tát Linh Sơn, hội thượng Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, đại Thế Chi Bồ Tát, đại Huyền Địa Tạng Vương Bồ Tát, thành tịnh đại hải trung Bồ Tát. Lữ hương xạ nhiệt pháp rơi mầm quần, chư Phật hải hội tất gieo văn, tùy sư kết tưởng vân thành ý phương ân, chư Phật hiện toàn thân. Nam mô hương vân thái Bồ Tát, Nam mô hương vân cái Bồ Tát, Nam mô hương vân cái Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô để khai kinh Phật pháp cao sâu rất nhiệm màu trong bản môn kéo qua tình bầu này còn ngày đấy trên gì dùng bền bảo như là những nhiệm màu. Nam mô khai bát tạng Bồ Tát, Nam mô khai bát tạng Bồ Tát, Nam mô khai bát tạng Bồ Tát, Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Tiên Thủ Tiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đại Đà La Ni, Nam mô Hắc La Đá La Đá La Đá La La A Di Đà Bà Lô Kết Đế Thất Bát Đà Đà Tất Đà Bồ Đề Đà Đà Ma Ha Ca Lô Ni Ca Đà Nam Đà Đà Vật Đệ Số Đà 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 Tỏa. Nam mô Tất Kiếp Lật Đà Y Vâng A Di Đà Bà Lô Kết Đế Thất Bát Đà Lăng Bần A Cần Chỉ Ê Đi Ma Đà Bần Đà Sa Mến Thất Bát Đà Đà Đầu Thâu Bà Nga Đề Trần Thác Bà Thác Bà Ma Ma Bà Đà Ma Bà Đà Bà Bà Đà Bà Đà Bà Bà Lô Hê Lô Ca Đế Ca Đà Đế Đi A Bồ Đề Thất Bà Thất Bà Ma Ha Ma Ha Ma Hê Ma Hê Đi Đà Lần Thô Lô Thô Lô Kến Mông Bồ Lô Bồ Lô Bà Đà Sa Mến Ma Ha Bà Đà Sa Mến Đà La Đà La Đi Đà La Đà La Đà La Ma 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 Bồ Đế Lệ Y Ê Y Ê Đánh Na Đánh Na La Sâm Bật Đa Sá Lợi Bật Đa Bật Sâm Bật Đa Sá La Hô Lô Hô Lô Ma La Hô Lô Hô Lô Hê Đi tấn lị tô 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 bồ đề đà bồ đề đà bồ đà đà bồ đà đà di đế di đà na na cần di đà đề thân di na bà bà na na sa bà ha tấn đà bà sa bà ha ma ha tấn đà bà sa bà ha tấn đà du nghệ tấn bà na la sa bà ha na la cần di bằng na la la sa bà ha ma ha na la sa bà ha tấn đà văn độ quân nghe na la bà ha ta bà ma ha tấn đà la sa bà ha đà sa bà ha bà na ba y tấn đà la sa bà ha na la cần di bằng na la la sa bà ha na la ma bà lợi thắng nhất ma bà sa bà ha nam mô hắc bà hắc bà hắc bà hắc bà 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 nam mô a di đà bà lô kết đế thất bà la 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 bà ha an bất diệt đô bà ta ra bà an bất diệt đô bà ta ra bà ta ra ra bà ha an bất diệt đô bà ta ra bà ta ra ra bà ha an bất diệt đô bà ta ra bà a sa bà ha đều lai các tường thần chú nặng bồ tâm bán ba lỗ đạo nắm nắm bán ba để hạ ra lá na đồng bán bát diệt ba ấm kê 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 đồng 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 sắc chi đi ta vẫn ta ra vẫn ta biến để ta đắc đi để ta bà ha nằm bồ tát bán ma lỗ là vẫn nắm bán ma để hạ tha ra na nằm bán ma để tha ấm kê 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 ầm ầm nhật phà ra nhật phà ra bán ra nhật phà ra để thoát ra sắc chi đi ta vẫn ta ra vẫn ta biến để ta đắc đi để ta bà ha nằm bồ tát bán ma lỗ là nằm hạ tha ra na nằm bán ma để tha ấm kê 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 ầm ầm nhật phà ra nhật phà ra bán ra nhật phà ra để thoát ra sắc chi đi ta vẫn ta ra vẫn ta biến để ta đắc đi để ta bà ha nằm bồ tát bán ma lỗ để hạ tha ra na nằm bán ma để tha ấm kê 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 ầm ầm nhật phà ra nhật phà ra bán ra nhật phà ra để thoát ra sắc chi đi ta vẫn ta ra vẫn ta biến để ta
ra ca lê ra ba na mô a di đà na 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 ra di di đô a di a di di ra thân na a di a di di ra di ca nan đê a di di ra di ca nan đa ra di di ra ra na di ra ca lê ra ba na mô a di đà na 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 di ra tha di di a di di ra thân na a di a di di ra di ca nan đê a di di ra di ca nan đa ra di di ra ra na di ra ca lê ra ba na mô a di đà na 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 di ra tha di di ra ba di a di di Thank you.
tôi đây niệm danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ Tát, A Di Đà Phật, 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 Nam Mô Quán Thế Âm.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. 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 Nam mô Đại Thế Chi 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 Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Văn Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô 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 Văn Thù Sư Lợi 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 Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Sám Phổ Hiền Nhẫn Mã Lễ Kinh Sư Phật Nhị Giả Sâm Bán Như Lai Tam Giả Tu Cúng Giảng Tứ Giả Sám Hối Nghiệp Chướng Ngũ Giả Tùy Hỷ Công Đơ Lục Giả Tình Chuyển Pháp Lần Thank you.
sinh giác ngộ tràn hòa pháp luân là các vị hãy nghe tám vị từ vị Phật đồng nguyện chúng sinh nghe thế nào đạo cả phát lòng vô lượng từ vị pháp đồng nguyện chúng sinh đó rõ tình trạng trí huệ như hải từ vị tăng đồng nguyện chúng sinh trong vĩ đại chúng tất thảy thì vô ngại Quảng âm thánh trung nguyện dĩ tử công đơ phổ âm ơ nhận thiết ngã đẳng giữ chung sinh giai cộng thành Phật đạo A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật. Các vị chứng minh hôm nay chứng minh y thủ là một khoảng hơn nhất tâm thần tạ ân Phật pháp thượng trụ tam bảo A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật. Không tu lãng phí kiếp người cư sĩ Phật pháp nhiệm màu phần trong phần tứ từ tu như thế nào ăn chay giữ giới làm việc thiện niệm phật từ tâm khoát cổ đau hay câu thơ đối lên gần như trả lời đủ chúng ta phải tu như thế nào một ăn chay tu phải ăn chay vì đạo phật là đạo từ bi và bình đẳng phật nói tất cả chúng sinh đều có chủng tử phần thực ra ta và phật giống nhau chỉ có khác nhau về hình dáng mà thôi con vật cũng có phản ứng yêu ghét sợ hãi đau đớn như con người nó chỉ không có trí thông minh bằng con người và không thể giao tiếp được với chúng ta nên chúng ta không cảm nhận được sự bình đẳng này. Có người bảo con vật sinh ra là để chúng ta như vậy là không đúng, chẳng qua ta mạnh hơn nó nên có thể giết nó để thỏa mãn nhu cầu thể xác. Chứ nếu giả sử mình vô rừng gặp cò thì tự hỏi ai sinh ra cho ai ăn, từ tưởng tượng cảnh mình bị cắt cổ lộ ra đau đớn biết chừng nào, cho nên bị từ bi bình đẳng. Chúng ta nên cố gắng hạn chế việc giết hại càng nhiều càng tốt để tiến dần tới việc ăn chay trường theo luật nhân quả, giết mạng để mạng sát sanh hại vật là nguồn gốc bệnh tật chiến tranh. Người và vật đều có linh hồn như nhau nên khi bị giết chúng cũng phát tâm sân hận chờ dịp trả thù. Nếu sau này sinh ra đồng làm người thì chúng sẽ giết lại ta, hoặc khi chúng làm người ta bị đọa làm thí thì chúng cũng giết ta, cứ như thế xoay vòng vô cùng tận nên con người cứ mãi đeo chiến tranh giết hại khắp nơi, thật là đau khổ. Giữa này trong một bát canh quán sâu như bể hận thành non cao, muốn hay nguồn gốc binh đao, lắng nghe lò mổ tiếng gạo đếm thanh hơn nữa từ khi sinh ra đến chết cơ thể chúng ta gần như được nuôi dưỡng bằng máu xương động vật, cho nên cơ thể chúng ta đầy dẫy nghiệp chướng nên ít ai không bệnh tật ham lam sân hận. Hãy thử ăn chay trong một thời gian, quý vị sẽ thấy mình rất thanh thoát, ít nóng giận và dễ dàng thanh tịnh hơn. Trên con đường tu hành ăn chay vì sức khỏe, môi trường khoa học đã chứng minh ăn chay tốt cho sức khỏe hơn ăn thịt nhạt, dinh dưỡng học tu tuệ nói ăn nhiều thực phẩm có thịt trong y học gọi là thực phẩm mang tính chua máu giờ. Lúc muốn trung hòa tính chua này, chất canxi trong máu phải tiêu hao năng lượng lớn, lượng canxi mất tế bào sẽ bị lão hóa, cơ thể mệt mỏi không sức chịu đựng, dễ đưa đến thần trí hô bám và suy yếu. Còn ăn nhiều rau xanh trái cây những thực vật mang tính kiềm này thì làm cho máu giữ được chất kiềm, máu trong sạch và khiến cơ thể nhẹ nhàng thoải mái, tinh lực dồi dào, chịu đựng giỏi, đầu óc nhanh nhạy, đầu thời có thể sống lâu. Còn đối với môi trường của ngành chăn nuôi gây ra hiệu ứng nhà kính, làm trái đất nóng lên, phát sinh nhiều thảm họa như lũ lụt sóng thần, cuối cùng thì chúng ta cũng là người gánh chịu. Nhiều người cho rằng ăn chay không có sức khỏe, nếu ai nghĩ như vậy là vô thì vô chủ, xem thần sắc những bậc ăn chay tu lâu năm đẹp như thế nào,
hay xa hơn ta lên chùa Thiếu Lâm tìm vài nhà sư đạo sức sẽ biết rằng ai mạnh ai yếu, chứ khoa học nói cũng không tin, Phật nói cũng không tin, thì cuối cùng chính mình là người chịu thiệt thòi thôi. Chúng ta thường ăn chay vì thói quen lâu năm ăn thịt nên khi chuyển qua ăn chay cảm thấy nhạt nhẽo, bây giờ hiểu đạo rồi xin quý vị thử tập ăn chay dần dần cũng cảm thấy ngon. Khi đã cảm thấy ngon rồi thì ăn chay trở luôn đi, chớ ăn mặn thêm chi cho mắc thêm cái nghiệp ăn chay như thế nào. Mới bước vào tập ăn chay, có người ăn chay thì 2, 6, 10, 15 ngày có người ăn chay đục. Nghĩa là giờ nào thích ăn chay thì ăn đục lâu ăn đó. Thực ra chuyện ăn chay chẳng có cách gì cả mà chỉ do tâm và ý chí của mỗi người, miễn sao càng ít giết hại càng tốt. Bản thân con lúc mới hiểu đạo cũng chỉ ăn chay 2 ngày mùng 1 và ngày rằm, rồi sau ăn 6 ngày, 10 ngày, những ngày không ăn chay thì cũng ăn đục được sáng, chay chiều mặn, chỉ đến khi phát tâm giáng tù cho đạo con mới phát nguyện ăn chay trường thỉnh thoảng. Có lúc hơi ngán thì nghĩ nhiều người còn không có mà ăn ngay cả Phật và Thái tử mà còn đi khất thực, từng ai bố thí gì thì ăn đó, chứ làm gì có đồ ăn chay đủ thứ như mình. Thế là ăn ngon thôi, bây giờ ăn quen rồi không còn thèm thịt cá nữa. Sau khi đã biết ăn chay, biết nghiệp sát sanh thì ta nên tiến thêm bước nữa là phóng sanh. Sát sanh tội nặng bao nhiêu thì phóng sanh phước lớn bấy nhiêu. Những người sức khỏe yếu hay mắc bệnh muốn sống thọ, phóng sanh là cách tốt nhất. Có cậu học trò xin thầy là bậc tu sĩ đắc đạo về nhà chơi, thấy thầy được cậu ấy không sống quá 7 ngày nên cho về 7 ngày để chết tại nhà. 7 ngày sau cậu ta quay trở lại, thầy thấy ngạc nhiên nên hỏi mấy ngày nay con có làm chuyện gì cực tiện không. Cậu trả lời đâu có, trên đường con thấy một đàn kiến bị nước cuốn trôi nên lấy cây lá cứu chúng thoát nạn. Thế là thầy đã hiểu tại sao cậu học trò mình không chết. Duyên phóng sanh cứu mạng phước đức lớn như thế có thể tác động được lộc nhân quả thay đổi số mạng. Đây cậu ấy cũng đâu có tốn tiền phóng sanh, nên không phải không có tiền là chúng ta không phóng sanh. Có lại việc ăn chay phóng sanh phải xuất phát từ tâm từ bi yêu quý mạng sống chúng sinh. Cho nên nếu những người ăn chay mà thường hay đập mũi xích kiến thì tâm đạo vẫn còn thua xa người ăn mặn, nhưng ít thiết hại trong lòng thường nghĩ tha được thì tha. Hai, giữ giới. Phật dạy qua sông sinh tử giới làm thuyền bè, người tu tại gia phải giữ ít nhất 5 giới. Một, không sát sanh, nghĩa là không giết hại mạng người, không bao gồm không được trực tiếp chết, không xúi bảo người chết, thấy người bị giết không được vui mừng. Chúng ta biết quý trọng sinh mạng mình thì phải biết quý trọng sinh mạng người khác, và suy rộng ra những con vật cũng quý trọng mạng sống, nên vì lòng từ bi bình đẳng chúng ta cũng phải giảm bớt sát sanh hại vật. Hay không trộm cướp. Trộm cướp là do lòng tham lam ác độc, chỉ nghĩ lợi mình quên nỗi đau khổ của người khác. Đây là hành động trái với nhân quả, trái luật pháp, nên người Phật tử tuyệt đối không được làm. Ba, không tà dâm. Người Phật tử ra được có vợ có chồng nhưng không được ngoại tình, vì đây là hành động làm đau khổ gia đình mình, gia đình người, tạo thành nguy cơ tán gia bại sản. Bốn, không nói dối là nói trái sự thật, mưu cầu lợi mình hại người, trừ trường hợp vì lợi người lợi vật không nỡ nói thật để người bị hại hoặc đau khổ. Năm, không uống rượu. Uống rượu làm cho tâm trí mê mờ không bình tĩnh sáng suốt, nên trái với mục đích giác ngộ của Phật. Hơn nữa, rượu thường là nguyên nhân dẫn đến những hậu quả xấu khác vô cùng nguy hiểm cho bản thân và xã hội. Tuy nhiên trường hợp phải uống rượu thuốc trị bệnh thì được, nhưng hết bệnh vẫn phải ngưng. Còn để thành một con người hoàn hảo hơn, Phật dạy phải tu tập thiện. Bên cạnh ngũ giới còn có thêm không nói ly gián, không nói thêu dệt, bớt tham, bớt sân, bớt tà kiến. Không luận là Phật tử hay không Phật tử, nếu mọi người đều thực hiện được những giới luật này thì tự thân được an lạc, gia đình hòa thuận hạnh phúc, xã hội thuận phong mỹ tục, thế giới thái bình. Vậy là việc giữ giới là vô cùng quan trọng, vì phần thấy khi làm những việc xấu thì phải bị đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, nên ngại để ban giới luật để tốt cho chúng ta. Tuy nhiên đã là con người phàm phu thì không ai không có tội, vấn đề là biết ăn năn sám hối tu sửa hành thiện càng nhiều để phước đức bù đắp tuyệt đối,
không vì không giữ được một hai giới gì đó mà bỏ luôn không tiếp tục tu hành. Lợi ích của việc giữ giới là rất lớn, nếu chúng ta chưa thể tu chứng đắc vãng sinh được thì kiếp sau cũng sinh về cõi trời cõi người với đầy đủ phước báo, khỏe mạnh, xinh đẹp, giàu có, đường được gần gũi, hữu thiện hữu tri thức trợ duyên để tiếp tục tu hành tránh thánh quả. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay con tu như thế nào? Một ăn chay, hai là giữ giới. Nam mô